Hello, xin chào tất cả những người bạn rất là tuyệt vời của Huy Cường trên Facebook. Cường là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh theo mạng và khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình. Đó là hội tụ huấn luyện và đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và Cường có biệt danh là Cường Phù Thủy, bởi vì Cường có niềm tin là bất cứ người nào kết nối với Cường đều có được sức khỏe, giàu có, tự do, an lạc và hạnh phúc. Lâu lắm rồi Cường mới livestream. Tối ngày hôm nay lên livestream giao lưu với những người bạn của mình một chút, tiếp tục cái chủ đề về leadership, về lãnh đạo. Đó. Và những bạn nào mà quan tâm đến chủ đề lãnh đạo, leadership thì comment nói tôi. Cường cũng muốn chia sẻ cái video này, cái livestream này cho đội nhóm của mình cùng tham gia, cùng tương tác. Các bạn nào mà chưa follow Facebook của Cường thì follow follow nhá, theo dõi. Và Cường có cái kênh YouTube là Trương Huy Cường. Đấy, những người bạn nào mà quan tâm đến lãnh đạo, quan tâm đến phát triển cá nhân, quan tâm đến network marketing có thể lên kênh YouTube Trương Huy Cường đấy, và đăng ký. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau, có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời. Xin chào chị Khánh Ngọc, xin chào Phong Đạt, xin chào tất cả mọi người. Cả nhà không biết là có ai còn nhớ, có anh chị em nào còn nhớ về cái ba cái video lãnh đạo ba cái video cần chia sẻ về lãnh đạo xuất chúng không? Tức là cái hành trình để trở thành một cái nhà lãnh đạo xuất chúng ấy, thì cái bước đầu tiên đó, cái cấp độ đầu tiên đấy là trở thành một cá nhân xuất sắc. Một cá nhân xuất sắc đấy là một cá nhân có năng lực tự học và tự hành động một cách xuất sắc. Cái hành trình thứ hai đấy là rèn luyện để trở thành một cá nhân có đóng góp xuất sắc cho cái đội nhóm của mình. Và khi một cá nhân đầu tiên là một cá nhân xuất sắc có năng lực tự học tự hành ấy, và sau đó tức là gì, tự học tự hành là cho bản thân đúng không? Sau cái level 2, cái cấp độ 2 đấy là cái cá nhân xuất sắc này có đóng góp xuất sắc cho cái đội nhóm của mình, cho tổ chức của mình. Đấy, tức là gì, bắt đầu phát triển cái năng lực cống hiến. Đó, năng lực cống hiến. Rồi cái thứ ba, khi mà là một cái cá nhân xuất sắc rồi, là một cá nhân đóng góp xuất sắc cho đội nhóm, thì đương nhiên là sẽ trở thành team leader. Đó, tức là lãnh đạo cấp độ 3 đúng không? Đương nhiên trở thành team leader. Rồi khi mà trở thành team leader rồi, thế thì để nâng lên được cái cấp độ lãnh đạo số 4, để nâng lên cấp độ lãnh đạo số 4 đó là gì? Đó là để nâng lên cấp độ lãnh đạo số 4 ấy, đấy là có một cái tầm nhìn, và dẫn dắt cái đội của mình để đạt được cái tầm nhìn đó. Cho hình không? Dẫn dắt tổ chức của mình, dẫn dắt tổ có một cái tầm nhìn, sau đó và kiên định theo đuổi và làm đến cùng để đạt được cái tầm nhìn đó. Đấy, tức là cấp độ lãnh đạo số 4, tức là mình sẽ có một cái tầm nhìn và dẫn dắt tổ chức của mình đi đến đó. Tức là có một cái đích ở trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm, vân vân, 30 năm, 40 năm. Tức là có một cái đích và kiên định với cái mục tiêu đó, kiên định với cái đích đó và dẫn dắt cả cái tổ chức của mình đi đến đích đó. Thì đấy là lãnh đạo cấp độ 4. Cường chia sẻ một số những nhà lãnh đạo rất là xuất chúng và cấp độ 4, ví dụ như là John F. Kennedy. Có bạn nào ở đây biết John F. Kennedy, cố tổng thống Mỹ từng bị ám sát đúng không? Năm 1962 ấy, thì ông ấy có một cái tầm nhìn, đó là gì? Ông ấy có một cái tầm nhìn và ông trong một cái bài phát biểu ông nói là We must go to the moon, tức là sao? Chúng ta phải lên mặt trăng, nước Mỹ phải lên mặt trăng, con người phải lên mặt trăng. Thì lúc đó các nhà khoa học của Mỹ tin rằng là phải 5 năm, 50 năm nữa thì mới có thể lên được mặt trăng. Đấy, nhưng mà các bạn biết là sau cái bài phát biểu của John F. Kennedy vào năm 1962 thì nước Mỹ chỉ mất có 7 năm. Tức là năm 1000 năm từ năm 1962 cho đến năm 1969 thì người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng. Chúng ta thấy không? Hay ở đây có bao nhiêu trong số các bạn biết Elon Musk? Ở đây có bao nhiêu số các bạn biết Elon Musk, tức là một doanh nhân thành lập những công tạo ra những công ty tỷ đô, công ty Tesla, công ty SpaceX, chuyên về công nghệ không gian. Và ông ấy có một cái tầm nhìn rất là điên khùng đúng không? Và đương nhiên rồi, cái lúc đầu mà ông chia sẻ cái tầm nhìn đó thì gần như là rất ít người tin tưởng,
để ông ấy thực hiện cái tầm nhìn đó là ông ấy đưa con người lên sao Hỏa. Và ông có một cái tầm nhìn rất là điên khùng, điên rồ, đấy là đối với nhiều người thì cho rằng điên, nhưng đối với ông ấy thì ông ấy tin tưởng tuyệt đối vào tầm nhìn đó, và ông làm tất cả những gì có thể để thực hiện được cái tầm nhìn đó, để đưa vào năm 2050 đấy, ông sẽ đưa 1 triệu người lên sao Hỏa. Theo thấy không ạ? À, đấy có phải là một cái tầm nhìn rất là điên rồ đúng không? Vào năm 2050 thì Elon Musk ông sẽ đưa 1 triệu người lên sao Hỏa bằng cách là mỗi một ngày ấy, sẽ phóng 3 cái tàu con thoi. Đấy. Cứ mỗi một ngày phóng 3 cái tàu con thoi để đưa con người lên sao Hỏa, và lúc đó ông thấy là gì, tạo ra rất là nhiều những cái việc làm ở trên cái hành tinh đỏ đấy. Ồ. Và trước kia khi mà ông chia sẻ cái tầm nhìn đó thì rất hiếm người, rất ít người có thể tin được, nhưng ngày hôm nay đó ông ấy đang dần hiện thực hóa, ông đang dần hiện thực hóa cái việc mà đưa cái SpaceX trở thành một cái công ty về không gian, về vũ trụ, phóng các cái tàu con thoi, rồi đưa các cái vệ tinh lên sao bay quanh quỹ đạo của trái đất, rồi vân vân. Họ đã ta đang dần dần đã trở thành một cái công ty, có thể nói là một cái công ty số 1 về 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 công nghệ không gian. Chúng ta thấy không? Tức là gì? Lãnh đạo cấp độ 4 là mình cần phải có một cái tầm nhìn và kiên định theo đuổi đến cùng, tức là quyết tâm, cam kết làm đến cùng và đưa tổ chức của mình, đưa đội nhóm của mình đạt được cái tầm nhìn đó, đạt được cái tầm nhìn đó. Đấy. Và bản thân Cường có một cái tầm nhìn, đấy là đến năm 2030 ấy, từ nay đến năm 2030 theo Cường còn còn 10 năm nữa để thực hiện cái tầm nhìn này, đó là hội tụ, huấn luyện và đào tạo ra 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng. Đấy, và để thực hiện được cái tầm nhìn này thì đương nhiên cam kết, Cường cam kết làm đến cùng đấy, và khi mà tổ chức của mình có 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng, điều đó có nghĩa là hàng trăm nghìn con người được thay đổi chất lượng cuộc sống. Chúng ta biết là cứ mỗi một cái thủ lĩnh xuất chúng ấy là họ lãnh đạo ít nhất là một cái tổ chức khoảng 5.000 người, cho hình dung ít nhất là một cái tổ chức từ từ 2 cho đến 5.000 người đấy. Và khi khi mà nghĩ đến cái tầm nhìn này cứ sướng, tức là nó rất là sướng, rất là máu lửa đấy. Hoặc là có một cái tầm nhìn rất là ngắn hạn đến tháng 9 năm 2021, tức là chỉ còn hơn 1 năm nữa để thực hiện cái tầm nhìn này, tức là sẽ có 3 cái máy bay Boeing đấy, chở 3 cái máy bay Boeing 787 chở các đồng đội của mình sẽ tham dự một cái sự kiện rất lớn tại sân vận động Moscow. Đấy, và những lúc đó thì những người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài này, đấy, các chàng trai mặc áo cờ đỏ sao vàng đấy, và khi tham dự tại cái sự kiện tại sân vận động Moscow khoảng 25.000 người, thì khi đó ấy, là những người phương Tây ấy, tóc vàng này, mũi lõ này, da trắng này, cứ nhìn thấy người Việt Nam bảo wow, Việt Nam là number one, number one, number one. Nghĩ đến những cái hình ảnh như vậy cứ rất là sung sướng, tức là thấy rất là hưng phấn, cả anh ạ, rất là hưng phấn đấy. Thế thì trong cái buổi tối ngày hôm nay, trên cái hành trình để trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng ấy thì nó có 5 cái cấp độ, nó có 5 cái cấp độ. Cường chia sẻ nhấn mạnh lại cấp độ số 1, cả nhà comment giúp Cường nhé. Cấp độ số 1 đấy là trở thành cá nhân xuất chúng, trở thành một cái cá nhân xuất chúng, có nghĩa là sao, cái năng lực tự học và tự hành động một cách xuất sắc. Cái level 2 đó là trở thành một cá nhân đóng góp cho đội nhóm xuất sắc. Và đương nhiên lên level 3 là trở thành team leader, đúng không? Level 4 đó là có một cái tầm nhìn và dẫn dắt cả cái đội nhóm và cả tổ chức của mình đặt đi đến cái tầm nhìn đó, và cam kết làm đến cùng, đúng không? Cam kết làm đến cùng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, không quan trọng. Có bất cứ điều gì xảy ra, dù có trời sập, rồi có núi lở hay là động đất hay là sóng thần, bất cứ một cái điều gì có thể xảy ra thì cũng cam kết làm đến cùng đấy, và đưa cái tổ chức của mình đạt được đến cái tầm nhìn đó. Thì đấy là sao, level số 4 của một cái nhà lãnh đạo xuất chúng. Và những người bạn nào thấy cái chia sẻ của Cường nó có ý nghĩa đúng không, có thể sao, có thể chia sẻ giúp Cường cái video này. Và những người bạn nào chưa theo dõi Facebook của Cường thì hãy theo dõi đấy. Và Cường nhắc lại là Cường có một cái kênh YouTube Trương Huy Cường. Những ai quan tâm đến lãnh đạo, những ai quan tâm đến bán hàng, những ai quan tâm đến xây dựng đội nhóm vô địch, những ai quan tâm đến phát triển cá nhân, những ai quan tâm đến network marketing, hãy vào cái kênh YouTube
Trương Huy Cường, subscribe, đăng ký và bật cái chuông, cả nhà nhớ là bật cái chuông. Đấy, và Cường sẽ có rất là nhiều những cái video chia sẻ, và Cường có niềm tin tuyệt đối là nếu như chúng ta quan tâm đến những cái điều mà Cường chia sẻ thì sau khi nghe những cái video chắc chắn các bạn sẽ có nhiều những cái nguồn năng lượng. Đấy, và chắc chắn là cuộc sống của chúng ta sẽ tiến lên, công việc, kinh doanh, công việc bất cứ mình làm, bất cứ một cái công việc gì nó thì nó đều phát triển. Đấy, và hẹn gặp lại cả nhà trong cái video tiếp theo chia sẻ về lãnh đạo cấp độ 5. Đấy, và bất cứ ai, đấy, anh chị em nào mà quan tâm đến leadership thì nhớ hãy đón chờ cái livestream, cái video về lãnh đạo cấp độ 5 trong một ngày gần nhất. Đó. Rất là biết ơn, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái livestream này, và rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ giúp Cường cái livestream này. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả những người bạn rất là tuyệt vời của Cường. Bye bye, bye bye, bye bye. Chào cả nhà, xin chào, bye bye.